Mới đây, mạng xã hội lan truyền hình ảnh cột mốc số 0, điểm bắt đầu của quốc lộ 2 từ thành phố Hà Giang đi Hà Nội được một số công nhân dùng máy cẩu nhổ bỏ. Cột mốc số 0 là điểm check-in nổi tiếng và là hình ảnh quen thuộc của Hà Giang. Bởi vậy, việc nhổ bỏ cột mốc này đã khiến nhiều người tiếc nuối. Theo ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Hà Giang, Đơn vị này đang tiến hành tu sửa, nâng cấp cột mốc số 0 và khu vực xung quanh cột mốc nhằm phục vụ tốt hơn khách du lịch đến tham quan. Cột mốc số 0 vừa bị nhổ bỏ nằm trên vỉa hè trục đường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang từ lâu và có tác dụng chỉ dẫn giao thông giống như các cây cột mốc khác. Cảnh đó, cột mốc số 0 mới cũng đã được xây to đẹp từ nhiều năm nay. Theo lãnh đạo thành phố Hà Giang, việc tạm nhổ bỏ cột mốc lụi giới số 0 là để phục vụ cho việc tu sửa đến chiều ngày 31 tháng 5 sau khi tu sửa xong khu vực này các cơ quan chức năng đã cấm lại cột mốc lộ giới số 0 như hiện trạng ban đầu